Kính thưa quý vị, đạo thờ mẫu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt. Để phụng sự và tôn vinh tín ngưỡng này, có một dòng nghệ thuật hát dân gian rất đặc sắc. Hát chầu văn trong hầu bóng, mang đậm màu sắc diễn sướng tâm linh, thật rộn ràng, huyền ảo và cũng rất thanh cao. Nó giúp cho con người thoát đi những trần tục để hướng tới cái tâm, cái thiện ở đời. Còn vết đi để làm sâu thiêng
đời miên khai chấm thắp hương ngót hoài giờ gót về tiên thanh gia hồi cung để nhị địa tiên cung thịnh mở để nhị địa tiên nguyên xưa sinh thành trong đệ tử dòng sơn mà quỳnh quý tiêu sân sai đòi quỳnh quý tiêu sân đến đồi ngang khô cát làm thần tư phường là thanh ca hồi cùng tiên thánh đệ tam cung thịnh mời thánh mẫu đệ tam xích lâm long nữ ngự biệt thoại cung kết hoàn phòng kinh duyên sớm kết hoàn phòng hôm mai tiểu thuyết đem lòng người theo oan sao bà thấy thì tiểu thư thành người cũng không môn chuyển lại kinh nghị một vương yêu tội cố tam thiên phụ quả tình chúc nguyên hoa từ thế phải kết tiêu tai cạnh thiên võ phục cơ mệnh vị bảo tàng ninh Sroat thanh ca hồi võ lãng truyền ra đức thanh long có lệnh truyền ra các quan thủy bộ cũng là chư vinh đó phạm nam thành ngô minh đó phạm nam thành thành đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi thank you.
văn các quan đức công, truyền văn các quan tà văn hữu võ, lược ban đáo đàn định truyền văn văn đôi hàng thiên binh vạn mã hằng ngà kéo ra định truyền thiên đội vạn thư văn sơ lên nao về đủ đôi chép biên rành rành châu về đối chúng trường sinh nhị nữ trường sinh thi do nhị nữ trường sinh thi vừa nhà phu quý tam linh thọ dương thi do sinh mạnh đôi đường Đại Hoàng Tấu Thiên Cô tên gọi Đại Hoàng Quý Thanh Công Chúa
ngự đồng nghề cứu dân dân ra tình cũ nhà Trần nhớ xưa tình cũ nhà Trần nên đỉnh sinh cô bé mười phần để tốt tươi ra hồi cùng ương đông đôi đền thời thịnh mời cậu bé đến cửa đông ra để ra hồi cùng tam vị chúa mường dân văn tam vị chúa mường chúa đệ cắt trên thượng thiên ngự về thánh gia hồi cùng anh nên tới cao sơn là bắc hỏi thăm đền thờ chúa nguyệt đời là đền thờ chúa nguyệt đồng đào cánh ngân bốn mùa hoa trái dâng lên ý ý bốn mùa hoa trái dâng lên người đi tấp lập bốn phương tìm về chúng ngự che ngôi cao lòng dầu ép thức dậy son chúc đắt ăn phía là châu xem bói quà chăm khỏe bói
soi hiền vừa nhà ra sự xem mộ phần đất đi cát ra sao đến duyên chồng vợ căn do vì
nua dây bổng nộp năm năm về đây càng chú ban cho giải nhất giang nhiều bổng nộp năm nhiều năm ngoan năm xưa bổng còn nhát khói phung ta ba mươi bổng một người tứ hôm rằm ba mươi bổng một hôm rằm mười tư tài thiên sát mãi sơn ly màu xanh xanh là chú hồi đó lòng trần trần suy nghĩ thương phàm trần nên bao kẻ u mê ngâm tầm mồ côi cha mẹ được thầy quỳ cốc tiên sinh à một đời chú học phép cứu dân tiên sinh nghi ban phép đặt tên nguyệt tên đột đưa tới kinh đô câu tài nghĩ ai đi xem bói cầu xem chăm mi khỏe bói không sai khỏe chúa phán rằng căn căn lặng lặng số cao à. Nay vì căn lặng lặng số đôi lạnh phải xa trinh đồng dâng tam đầu kiều vĩ thuyền rồng kiều vĩ thuyền rồng hài con chúa tiên về ngàn xanh tiên xong rồi lại đường bình yên thành ra hồi cung lâm trao cao lại quê nhà đền thờ chúa ngự tòa sơn trang
ngang hồi cung. Phục mạng đến tôn quan, phục mạng đến tình, ra tay sát thủy trừ tình trong tà. Thành ngang hồi cung, giám sát thiên cả hai trên hàng, quan giám sát quản cai thông chi thiên địa cầm dài đại thần. Quan giá võ thằng vân bát muôn đi công tử xa gần tìm đến mới làm tôi. Thank you.
truyền văn các quan ông về truyền văn các quan tả văn lưu võ lượng ban đáo đàn tịnh truyền văn vũ đôi hàng thiên binh bát ma hằng ngà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn thư quan lớn bây giờ ngày chắc sáng anh linh trước là bảo hộ đàn trang sau quan tu chóc hết tà gian phép này vào trần thế biên bày
gồm vẻ không dung nghi hoa mạc bẩm nghi sinh ngờ thần tứ chất đi đoan trang nhang tâm thanh gương một chén nhang tấu về khí phổ vương quan các tòa thiên đình được nghiêm ba tấu về khí phổ vua cha đồng đình gục dòng là chư thủy cung coi khắp thiên hạ anh linh rực trời phủ đàn của ngài vô ơi văn và sơ hướng lên điêu về tấu đôi chép biên dành dành châu phê đôi chỗ trường sinh trông dù
lưng mình trong tứ hải. Trở ra về, trở ra về công an.
ta bao xanh vui sướng ta đã tập thành khi ngâm phú bình yên oanh chơi bằng tan tiệc rồi về nơi thủy phủ đóng cân đai ý mũ quỳ tâu năm ba đồng tử theo hầu vào tâu vương phụ gia chầu đức mẫu vương thuyền bè sau trước giữa dòng lênh đênh chống cầm cành chiêng vang nghe nốt thanh hoàng đốt thành hoàng chim lời triều đình văn vũ bác dòng nghề quyền quan đệ tứ uy hùng người dày dày vàng
đêm bắc ngân hà cầu bắc ngân ni liệt nàng nghe tin đó bay ngang nghi ngất trời sao xa lê lát đắc nghi tam mi phù đều hỏa tốc nghi tới nơi tả cơ hữu đội lượng ban áo đàn quân thủy quân bộ đôi hàng thiên binh vạn mã ngang kéo ra lệnh truyền thiên đội bản cờ quan đơn bây giờ ngày chắc sáng anh ninh trước là một thiên đình sau là tu chóc hết tả gian thiên này giao y trần thế biết tay vàng sơn dâng lên kim ngân vàng sơn dâng lên nơn tống đối ngài chưa viêm dành dành thế cho thì tự trường sinh mới tự chơi sao xa ngác ngác Quảng thông chi đạo Phật truyền ra câu
đêm Bắc Ngân Hà, liệt hàng tinh tú bày ra trời dân loạn thanh ra tung hoành nghi ra lẫm liệt tung hoành nghi trừ già sát quỷ lên danh tướng tài. Trần gian cứu độ thấy được an, xếp hết ta thủy pháp nhan nhiều bề tục bề cũng do đình về. Văn sớm lên đi tôn quan tu đối xếp biết anh dành châu về đối chúng trường sinh. Tự trường sinh về cho nhị tự trường sinh chữ phú chữ quý các linh họ trường về cho dung mạnh tăng cường. Mọi đường giữ rằng rất tâm nhiều ân ân.
vàng sơ thắp lên kim ngân vàng sơ thắp lên ông tuần tô đối ngại chúa biên dành dành quê cho thì tự trường sinh. Đừng anh hào
kim đựng đầy khắp mọi miền đơn đã thấy thật cơ buồn dần tranh ra lại nổi đến thờ tuần tranh cho ai
thiên sinh văn văn võ toàn tài. Quan lớn tuần lịch sử chí trai anh hùng. Thank you.
sắc phong tiến chùa quyền hành hành núi đó. Anh linh đã lưng tiếng đồ để đồng tiên bóng
để đã đến tháng ngày ăn cho tiền tốt lụa dày tổng lộc cho lắm về đây càng nhiều bán cho thành đồng giải hạ thu mang về chầu quyền ca.